Chương trình ca nhạc Niềm vui Giáng sinh 2018 tại Thương xá Phước Lộc Thọ sẽ do các hội đoàn, ca đoàn và các ca sĩ tài năng đóng góp. Kính mời quý vị đến tham gia và thưởng thức những ca khúc Giáng sinh vui tươi, chụp hình kỷ niệm với Santa Claus để có những giây phút với gia đình và bạn bè trong không khí an lành của mùa Giáng sinh. Chương trình Niềm vui Giáng sinh sẽ bắt đầu lúc 11 giờ ngày thứ Bảy 8 tháng 12 tại Thương xá Phước Lộc Thọ, được phát hình trên đài Lý Đức Sài Gòn TV băng tần KDOC 56.7, phát hình trên Galaxy 19 Canada và toàn Hoa Kỳ, livestream trên website lyricsaigontv.com và trên Facebook của đài. Tham gia hoặc bảo trợ chương trình liên lạc 714-979-9562, 714-979-9562.